Theo đó, việc di rời 800 hộ dân tại tỉnh Lai Châu là khối lượng công việc rất lớn. 800 hộ dân này sẽ được di rời đến nơi tái định cư các khu Mường Tè, Căn Hồ và Nậm Khao. Đến nay, huyện Mường Tè đã thực hiện di chuyển 62 hộ bị ảnh hưởng. Tỉnh Lai Châu cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 6 khu tái định cư với tổng số 15 điểm, cụm điểm tái định cư và sẽ phấn đấu di chuyển hơn 1.800 hộ dân vào năm 2014. Để hoàn thành kế hoạch này, tỉnh Lai Châu đề nghị Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sơn La Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công đường tránh ngập tỉnh lộ 127 và đường Mường Tè – Bắc Ma. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đáp ứng đủ nhu cầu vốn và đúng tiến độ để triển khai kịp thời công tác di dân tái định cư Thủy điện Lai Châu theo kế hoạch hoàn quý.